Rồi, tiếp tục chia sẻ và giao lưu cho anh em một cái cây mai siêu huyết lông. Cái này cây giáng lông, giáo, mạch bông giáo nha anh em. Bông nó tàn mất rồi, tàn tủa rồi. Thôi thì mạch bông thì cứ cánh kín mình chơi nha anh em. Quan trọng ở đây, lọc non này anh em. Đó, anh em hỏi thì mình chia sẻ luôn, không? Đó, từ những cái đọt non nhỏ nhất cho tới nói chung là nó full hết luôn rồi, bây giờ cũng mô tả gì không biết mô tả làm sao. Đậm nó bắt đầu nó nghe tía này, nghe tía này anh em ha, tím đen luôn hơn, tím đen luôn. Đó là mái lé nó tự già nha. Chột cả mấy cái này cho lọc ok nha anh em. Hoa đẹp trong quốc lăng là vườn ươm nhiều lắm anh em, ươm nhiều lắm, ươm từ hạt lên đó không anh em thấy một rừng quốc lăng không? Hoa đẹp hết, hoa đẹp. Thôi quay lại cái này bán cái này mà cây cỡ bên cũng rất lông nha anh em. Ừ, không hai cây lé nó giống nhau à. Đó. Cái này là lé này tụ già rồi, tụ già này đó, một lé non nó mới chấm ra này là nó cái đỏ như vậy đó anh em thấy rõ không? Hai cây này anh em mua cặp cũng được mà mua lé cũng được, anh em đều là cây quất lông giáng lông hết nha. Cây cao thì có tầm 8 tấc thôi. Dầu rin nha anh em. Còn cái thân là nó như ngón chân cái mình ạ, nó nhỏ hơn tí, nó nhỏ hơn tí. Nhỏ hơn ngón chân cái một tí nha anh em. Giá chỉ có vài trăm cây thôi nha anh em, mình bán rẻ cho anh em mà mua chơi. Thôi cứ đăng giá bán, cứ báo giá luôn cho nhanh gọn. Hai cây siêu rất lông này á là mình lựa ra nha anh em, lựa ra thì giá bán lẻ thì cứ 800.000 coi nha anh em, cây giáng lông. Còn combo là 1,5 triệu hai cây nha anh em, anh em nào thích thì sưu tầm. Còn giá thì mình muốn bán ra giá đó thì anh em thích thì mua, còn không thích thì thôi, chứ không ai ép ai hết, miệng tre giá luôn nha anh em. Vì hàng bán lẻ hàng sưu tầm nó khác nha anh em, mấy kia thì nó cũng không bằng. Có sao thì mình chia sẻ vậy nha anh em, được hai cái này nó rực rực nhất có thơ thì mình mới lựa cho anh em này. Không rất lâu không, đẳng cấp nó vượt trội so với những dòng mai đỏ thông thường không, mai đỏ thường này anh em. Đỏ thường là nó có mấy cái gân xanh chính giữa, gân trắng chính giữa này. Còn quyết lông là cái gân nó muốn đỏ theo cái lé, chiều của lé luôn. Không, đỏ theo màu lé luôn không. Rồi ok nha.